Lại nói thế này, các ngươi nên biết trong đó không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xứ, không có sắc xứ, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có nhãn giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý giới, không có sắc giới, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không có nhãn xúc cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xúc không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không có địa giới cũng không có thủy hỏa phong không thức giới không có nhân duyên cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không có các pháp do các duyên sanh ra, không có vô minh, cũng không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não. Không có pháp hữu lậu, cũng không có pháp vô lậu, không có pháp hữu vi, cũng không có pháp vô vi, không có mộng, cũng không có người thấy mộng, không có tiếng vang, cũng không có người nghe tiếng vang không có ảnh tượng cũng không có người thấy ảnh tượng, không có bóng sáng cũng không có người thấy bóng sáng, không có bóng nắng cũng không có người thấy bóng nắng, không có trò huyễn cũng không có người thấy trò huyễn, không có ảo thành cũng không có người thấy ảo thành, không có việc biến hóa cũng không có người thấy việc biến hóa. Lại nói thế này, các ngươi nên biết tất cả pháp ấy đều không thật có, đều lấy vô tánh làm tự tánh, vì sức hư vọng phân biệt của các ngươi, nên trong cái không có sắc thấy có sắc, trong cái không có thọ tưởng hành thức thấy có thọ tưởng hành thức trong cái không có nhãn xứ thấy có nhãn xứ trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ trong cái không có sắc xứ thấy có sắc xứ trong cái không có thanh hương vị xúc pháp xứ thấy có thanh hương vị xúc pháp xứ trong cái không có nhãn giới thấy có nhãn giới trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trong cái không có sắc giới thấy có sắc giới trong cái không có thanh hương vị xúc pháp giới thấy có thanh hương vị xúc pháp giới trong cái không có nhãn thức giới thấy có nhãn thức giới trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới trong cái không có nhãn xúc thấy có nhãn xúc trong cái không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc trong cái không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thấy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, trong cái không có các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thấy có các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong cái không có địa giới thấy có địa giới trong cái không có thủy hỏa phong không thức giới thấy có thủy hỏa phong không thức giới trong cái không có nhân duyên thấy có nhân duyên trong cái không có đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên thấy có đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên